Chào mừng quý vị, xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bản tin hàng hóa trên FBNC. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Mỹ châu Phi lần thứ nhất đang diễn ra tại Washington, Mỹ từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 với sự tham dự của lãnh đạo 50 nước châu Phi. Cuộc họp lần này được cho là nhằm tạo ra một dấu ấn của người Mỹ tại châu Phi, đồng thời tạo ra đối trọng đối với quá trình đầu tư và giao thương ồ ạt của Trung Quốc tại lục địa này trong suốt một thập niên qua. Tổng thống Mỹ bày tỏ nhận định của mình rằng châu Phi là một châu lục đang có những bước thành công vượt bậc. Hội nghị thượng đỉnh phản ánh chủ trương của chúng tôi muốn tiếp cận châu lục này kể từ ngày tôi trở thành tổng thống. Mặc dù chúng ta đã có thể thu xếp khủng hoảng ở châu Phi, mặc dù chúng ta đã nắm rõ những vấn đề mà châu Phi đang phải đối mặt, chúng ta cũng phải chắc chắn rằng chúng ta có thể nắm bắt được những tiềm năng phi thường của lục địa này. Hiện tại Mỹ chỉ là đối tác thương mại lớn thứ ba của châu Phi sau châu Âu và Trung Quốc. Khối lượng thương mại giữa Trung Quốc, châu Phi vốn không đáng kể trong năm 2000, nhưng đã tăng vọt đáng kể vào năm 2012, đạt 198,5 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, lượng thương mại giữa Mỹ-Phi chỉ đạt một nửa số đó, ngấp nghé 100 tỷ đô la Mỹ. Chương trình nghị sự của hội nghị dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề đang nổi cộm tại châu Phi, như các vụ bắt cóc của nhóm cực đoan Boko Haram, nội chiến Nam Sudan hay virus chết người Ebola cũng không thể thiếu trong những chương trình thảo luận. Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh, Mỹ rất lo ngại về nguy cơ lây lan virus Ebola, nên một số đại diện châu Phi tham dự hội nghị sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi nhập cảnh vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận hai công dân nước này bị nhiễm Ebola tại Tây Phi đã được đưa về nước chữa trị. Thưa quý vị, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trung Quốc cho biết hạn hán trên diện rộng ở Trung Quốc gây thiệt hại cho hàng triệu hecta cây trồng. Nhiều nơi bị thiệt hại nặng nề, người dân không có nước uống. Hạn hán ở nhiều vùng tại Trung Quốc đã gây thiệt hại cho hàng triệu hecta cây trồng. Hơn 4,8 triệu hecta cây nông nghiệp đang trong tình trạng thiếu nước. Vào năm ngoái thì con số này là 6,7 triệu hecta. Cơ quan cho biết có 12 tỉnh và khu tự trị đang bị hạn hán nặng nề, trong đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất là khu tự trị Tân Cương, Nội Mông và tỉnh Hà Nam. Tổng cộng có 12 tỉnh và khu tự trị đang bị hạn hán, trong đó khu tự trị Tân Cương, Nội Mông, Hà Nam, Hà Bắc là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Gần 1,6 triệu người, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa hiện đang không có nước uống. Chính phủ Trung Quốc đã cử nhiều đoàn công tác đến những vùng bị hạn hán để hỗ trợ cho những cán bộ xử lý hạn hán trên khắp cả nước, đồng thời phân bổ một số tiền nhằm làm giảm tác hại do hạn hán mang lại. Ấn Độ, đất nước tiêu thụ vàng thứ hai trên thế giới, vừa triệt phá một đường dây buôn lậu vàng, trong bối cảnh Ấn Độ vẫn thắt chặt nhập khẩu vàng bằng cách tăng thuế nhập khẩu nhằm hạn chế nhu cầu, thì đây là cơ hội lớn để nạn buôn lậu vàng nở rộ. Trước cám dỗ lợi nhuận khổng lồ, những người buôn lậu vàng tại Ấn Độ đã nghĩ ra nhiều phương thức tinh vi để đưa vàng bất hợp pháp vào Ấn Độ, từ việc nuốt vàng trộn lẫn vàng với các kim loại khác cho tới giấu vàng vào xác động vật. Đường dây buôn lậu vàng bị phát hiện khi cảnh sát cho dừng một chiếc xe khả nghi và tìm thấy 25 thỏi vàng có giá trị gần 1 triệu đô la Mỹ được giấu trên xe. Chiếc xe này vừa ra khỏi địa phận đặc khu kinh tế miễn thuế tại thành phố Surat. Những người bán và mua vàng lậu sẽ tiết kiệm được thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và cả thuế thu nhập. Một số ý kiến cho rằng những số liệu về lượng vàng nhập lậu vào Ấn Độ mà chính phủ Ấn Độ đưa ra không phản ánh đúng lượng vàng chảy vào đất nước tiêu thụ vàng thứ hai trên thế giới này. Theo chính phủ Ấn Độ, khoảng 2,4 tấn vàng đã bị bắt giữ, nhưng theo Hội đồng Vàng Thế giới, phải có đến 200 đến 250 tấn vàng bị tuồn vào Ấn Độ. Theo một nhà kinh tế Ấn Độ, việc ngăn chặn buôn lậu vàng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và gần như không thể, bởi động thái tăng thuế nhập khẩu vàng của chính phủ Ấn Độ đã phản tác dụng. Tại Ấn Độ, tất cả mọi người, ngay cả những người nghèo nhất cũng đầu tư vào vàng. Quý vị thân mến, hãng dược phẩm Mỹ lớn nhất thế giới Pfizer đã cắt giảm dự báo lợi nhuận trong cả năm bởi doanh số bán thuốc chống viêm khớp Celebrex giảm. Lợi nhuận quý 2 của Pfizer giảm do phải cạnh tranh với hãng dược phẩm khổng lồ trên thế giới. Công ty đã lường trước được sự sụt giảm doanh số đối với loại thuốc chống viêm khớp Celebrex do phải cạnh tranh với hai dòng sản phẩm mới cùng công dụng của Teva và Milan, dự kiến sẽ được bán ra vào thị trường vào tháng 12. Tuy vậy, thu nhập và lợi nhuận của Pfizer vẫn dự kiến vào hàng đầu và cổ phiếu của công ty này vẫn tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Báo không đề cập đến kế hoạch tăng trưởng trong tương lai của Pfizer. Công ty này vừa rút 120 tỷ đô la ra khỏi dự án đấu thầu mua lại đối thủ Anh là AstraZeneca nhằm thúc đẩy kinh doanh tại Anh, vốn là nơi tỷ lệ đóng thuế rất thấp. Tuy nhiên, theo luật sáp nhập của Anh, thì Pfizer vẫn được quyền nối lại các cuộc thảo luận vào tháng sau và tham gia vào một cuộc đấu thầu mới vào tháng 11. Nhà phân tích Chris Scott của ngân hàng JP Morgan nhận định, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy Pfizer theo đuổi các thương vụ khác trong lĩnh vực kinh doanh của mình nhằm đạt được hiệu quả cao hơn và giảm thiểu mức đóng thuế. Thưa quý vị, mới đây, hãng sản xuất máy bay Airbus vừa công bố một sự gia tăng ở cả doanh thu và lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm. Tuy các số liệu khả quan, nhưng có vẻ Airbus hơi bị tụt lại so với Boeing do vừa mất một đơn hàng.
Doanh thu tăng 6%, đạt 27,2 tỷ euro, tương đương 36,5 tỷ đô la Mỹ. Doanh số bán hàng trong quý 2 đạt 14,6 tỷ euro, vượt mức dự báo 14,14 tỷ euro mà các chuyên gia đã đưa ra vào trước đó. Thu nhập ròng của hãng đã tăng 50%, đạt 1,14 tỷ euro. Đại diện công ty cho biết, doanh thu gia tăng chủ yếu là nhờ vào doanh số bán hàng khả quan ở mảng máy bay thương mại và máy bay trực thăng. Trong khi đó, lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ thì vẫn dậm chân tại chỗ. Giám đốc điều hành tập đoàn cho biết, các số liệu lần này đánh dấu những nỗ lực của hãng để đạt được một cải thiện bền vững. Tuy các số liệu mà Airbus đưa ra rất khả quan, nhưng vẫn tụt lại phía sau trong cuộc chạy đua với hãng Boeing của Mỹ. Hôm thứ Ba vừa qua, Airbus đã hủy một hợp đồng trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ với hãng hàng không giá rẻ SkyMark của Nhật Bản vì nhận thấy những bất ổn tài chính của hãng này. Trước đó, Airbus cũng đã bị mất hơn một đơn đặt hàng gồm 70 chiếc máy bay A350 từ hãng hàng không Emirates. Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan, thế nhưng Adidas vẫn đang lo lắng về định hướng kinh doanh trong năm 2015. Lo ngại lớn nhất đến từ đối thủ chính là Nike, đang dần thống lĩnh thị phần trang phục thể thao. Thị phần doanh thu của Adidas khá sáng sủa trong mùa hè này. Trong đó, tuyển Đức vô địch World Cup và Adidas giành được hợp đồng béo bở từ tay đối thủ Nike sau khi đã ký kết hợp đồng tài trợ đấu áo. Cho Manchester United. Tuy nhiên, Adidas đã không thay đổi quan điểm kinh doanh của mình, lo ngại rằng những mục tiêu kinh doanh đặt ra trong năm sau sẽ không đạt được như mong muốn. Adidas đang lo lắng về sự bành trướng của Nga và hãng sản xuất trang phục thể thao của Đức này muốn xem xét lại tất cả chiến lược kinh doanh của mình. Adidas đang trở ngại lớn nhất từ đối thủ chính là Nike. Hiện tại, Adidas chưa có kế hoạch rõ ràng nào để cạnh tranh với Nike. Adidas đang rất khó khăn trong việc phát triển thương hiệu tại những thị trường mới nổi. Hiện tại, Adidas xếp vị trí thứ hai sau Nike trong lĩnh vực trang phục thể thao. Mặc dù doanh thu quý 2 của Adidas tăng 2% và lợi nhuận ròng tăng trên mức dự báo, thế nhưng Adidas vẫn đối mặt với những rủi ro lớn. Đó là khoản tiền tài trợ quá lớn cho các đội bóng tham gia World Cup và thua lỗ kinh doanh các sản phẩm dành cho golf. Và mối quan tâm mới nhất của Adidas chính là sự ảnh hưởng từ hệ thống tiền tệ. Giá cổ phiếu của Adidas tụt nhanh trong phiên giao dịch sớm nay. Adidas cho biết sẽ công bố chi tiết tình hình kinh doanh khi nhận được bản báo cáo tài chính quý 2 vào ngày 7 tháng 8 sắp tới. Thưa quý vị, trong phần cuối bản tin hàng hóa thị trường kỳ này, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi hai câu chuyện đáng chú ý sau đây. Vì sao tiêu thụ cà phê tại thị trường nội địa của Việt Nam thấp? Vụ bê bối thịt bẩn tại Trung Quốc, thiệt hại đã lan sang Nhật Bản, Hồng Kông.